Dạ rồi, con xin phép chào chú. Chú hôm nay là chú quay lại đây lần thứ hai đúng không ạ? Đúng rồi. Lần trước chú về đây cùng với bà xã và đặc biệt là ba đứa cháu nội còn rất là thơ dại. Hôm nay chú về đây lần thứ hai, chú với mong muốn gì ở đây? À, lần này lần hai là chú để ra đi là mới tìm hình của nhân mới, mới hơn, rõ nét hơn. Dạ. Và cũng hồi ý vợ của nhân và mẹ của nhân là quyết định lên đồi Hiệp Lý Thanh Hải Bình Dương để nhờ đến cộng đồng mạng tìm giúp Nguyễn Hồng Nhân đang ở nơi nào đó, bỏ những công việc bất kỳ cái bỏ hết, về với mẹ, về với cha, về với con cái và vợ để chăm lo cho con cái học hành sau này và cũng như cuộc sống gia đình tương lai của chúng con. Chú có thể giới thiệu lại là chú họ tên là gì? Chú tên là Nguyễn Hồng Danh. Chú là quê quán ở quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Dạ, hiện tại cư ngụ tại Long Phước, Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Bây giờ là ba đứa cháu nội của chú như thế nào? Là ba đứa cháu nội của chú là một cháu 10 tuổi, cháu 7 tuổi, một cháu 5 tuổi. Là ba cháu, hai trai một gái. Là cháu gái giữa. Các bé khỏe không chú? Các bé khỏe mạnh, cũng học hành cũng ngoan. Rồi chú kể lại cái sự việc con trai của chú đi. Đi như thế nào và hiện tại bao lâu rồi chưa về thăm vợ, thăm con, thăm cha, thăm mẹ? Chú rồi, chia sẻ lại đi cho cô chú anh chị được biết. Chú, tôi xin kể lại là nhân là thợ hàn lành nghề, thợ hàn điện lành nghề, đã từng các công trình, tham gia công trình Bình Dương và Đồng Nai, là các tỉnh Đông Nam Bộ. Yeah. Sau thời gian mà vợ là tai nạn năm 2018, thì sau là 2019 là vợ sinh con lần thứ ba là tháng 7 năm 2019, là sinh thằng con trai út. Rồi 4 tháng sau là nhân tháng 10 dương lịch 2019 là nhân xin phép vợ, nói với vợ và bố mẹ là cho con đi Malaysia với bạn bè làm ngoài để kiếm tiền về xây nhà, bố mẹ cho đất thì con kiếm tiền làm nhà. Hai vợ chồng bàn luận với nhau là đến khi là tôi thì nói đi đâu thì đi, nhưng mà tiền bạc là cũng quan trọng, nhưng mà cố gắng là giữ gìn sức khỏe và lo với gia đình. Thì nhân còn là bố mẹ yên tâm, thì bàn vợ bảo là cũng xin phép bố mẹ cho anh đi, bố mẹ có đất rồi cho chúng con làm nhà thì chúng con kiếm tiền làm nhà, cứ để cho anh đi. Thì đi được 6 tháng sau thì nhân không có tiền gửi về mà kêu bị tai nạn lao động. Rồi sau đó là nói là ở Malaysia buồn lắm, người về hết rồi mà giờ ở một mình anh, thì về một mình anh về với một người bạn nữa, chứ xin phép vợ gửi tiền 20 triệu sang. Rồi vợ cũng gửi tiền 20 triệu sang, bắn tài khoản một người nào đó qua cái hệ thống ngân hàng. Sau đó là ngày 29 âm lịch Tết 2019 20 á, Tết 19-20 âm á, là nhân về được 4 ngày, là mùng 2 Tết năm 2020 là nhân đi xin đi tiếp. Là đúng trưa mùng 2 là nhân ăn cơm trưa xong là nhân đi. Thì đi thì vợ cũng xin phép vợ, rồi vợ cũng đồng ý cho đi, lại vợ lại gửi cho xin vợ 30 triệu nữa, vợ lại tiếp tục cho 30 triệu nữa. Thì nhân có đi đến tháng 3 dương thì nhân gửi về đâu có 10 triệu cho vợ. Rồi đến khi đập 29 tháng 3 dương lịch năm 2020 là nhân mất số điện thoại, mất tích, coi như không có số điện thoại nữa, không Zalo điện thoại cho vợ nữa, cũng không gọi bố mẹ, không liên lạc với không nhà. Liên lạc kể từ đó đến giờ là không một tin tức, không một nhắn nhủ gì đến gia đình. Mà anh vợ của bố mất ở Kiên Giang là bác Toán, chết 67 tuổi mất, cũng không về được năm 21. Đến cái ông nội chết 2023 ông nội mất, nhân cũng không tin tức gì. Mặc dù bố đã lên cổng lên mạng là bố để què chân, tai nạn gãy chân ở Đồng Nai là cũng lên mạng, nhưng cũng không có tin tức gì của nhân nhắn tin về với gia đình là báo tin nhân sống hay chết. Đó. Thì từ đó gia đình quyết định là nhờ cộng đồng, mà nhờ trước tiên là cảm ơn sự của nhiệt tình của đội Hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đã cùng với gia đình giúp cho gia đình là có thông tin đến cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chia sẻ tìm thấy Nguyễn Hồng Nhân hình này,
hai hình này mới nhất để nhìn thấy Nhân ở đâu và động viên Nhân về với gia đình. Tất những cái sai trái, lỗi lầm của con, bố mẹ và vợ và gia đình nội ngoại sẵn sàng mở lòng tha thứ cho con. Con trở về với các con, vợ con và bố mẹ. Tuổi đã già, mong cộng đồng mạng rủi lòng thương nhớ giúp cho cháu Nhân về với gia đình. Cũng xin chân thành cảm ơn đội hiệp sĩ và cộng đồng mạng một lần nữa, rất chân thành cảm ơn. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn chú ạ. Đúng không ạ? Chú là một người cha và bây giờ là một người ông. Đặc biệt rằng là chú đang lo về vấn đề ba đứa cháu nội. Cha bây giờ là thậm chí các cháu nội của chú đâu có biết mặt cha đâu, đâu còn nhớ đâu, đúng không? Vâng, nhớ. Không nhớ mặt cha. Bây giờ có khi mà anh Nhân này về là các con cũng không có nhận ra. Không biết, thật sự đó là một cái câu chuyện rất là buồn và rất đau lòng. Và đặc biệt rằng là trong cái khoảng thời gian này là các con đang cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, tuổi lớn, mà lại ba lại không biết ở đâu làm gì như thế nào, mà một mình mẹ cũng như ông bà nội để mà chăm sóc, thì thật sự đó là cái điều rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ là tình trạng học của các cháu nhà mình như thế nào chú? Nói chung có được đi học không ạ? Ba cháu hiện nay là cháu học lớp 4 lên lớp 5, một cháu lên lớp 2, một cháu vào lớp lá. Thì ở nhà mẹ thì đi làm, nó sức khỏe của mẹ thì cũng bị thương tật chân cũng có hạn. Chân mẹ làm từ 6 rưỡi sáng là xuất phát từ nhà đi, tăng ca đến 9 giờ mẹ, 9 giờ đêm mẹ mới về với con, với gia đình. Đi thì con chưa dậy, về là con ngủ rồi. Vậy là con là bây giờ là cũng có mẹ, có cha nhưng mà thật sự rất là thiếu thốn cái tình cảm. Vâng. Mẹ thì cũng vì cuộc sống mưu sinh để đi làm lo cho con cái. Đúng rồi. Chưa ngủ dậy là mẹ đi làm mất tiêu rồi. Vâng. Đến khi mà đêm về mẹ về thì con lại ngủ rồi. Đúng rồi. Đúng không ạ? Không có mẹ bên cạnh. May mắn nhưng vẫn ông bà vẫn còn sức khỏe. Nói chung không được khỏe lắm nhưng vẫn còn đủ sức để mà lo cho các cháu, các con được cấp sách tới trường cũng như là được ăn học đàng hoàng, đúng không ạ? Và cụ thể là mấy năm rồi là anh Nhân này chưa về thăm nhà? Từ ngàn 2 tháng 29 tháng 3 dương lịch năm 2020 giờ. Trời đất. Năm 20 giờ chứ không phải là 23, năm 20. 4 năm trời rồi. 4 năm rồi. Tháng 3 đúng không ạ? Được, tháng 3. Hơn 4 năm trời. Mà tháng 2 năm 22 á là tôi với em trai là thằng chú đó là lên trần phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, ngay là thành phố Tân Uyên, đã tìm đến công an xã, công an phường, đã tìm đến nơi. Công an trả lời Nhân trước có ở đây. Ngủ ở phường Tân Hội, ở khu phố Tân Hội. Trời đất ơi, vậy là rất là thông tin đi nước ngoài là không thật, sau về nó cũng thật là không thật nữa. Tức là không có đi nước ngoài không thôi. Đi nước ngoài mà ở ẩn dật đến Bình Dương làm ăn thờ hàng đến khu người Bình Dương. Vậy là con trai nhà mình vay tiền vợ cũng như vợ đi vay tiền gì đó đi nước ngoài. Đúng. Là thực chất là không có đi. Không có đi. Mà quanh quẩn ở khu vực như chú chia sẻ là Tân Uyên. Đúng rồi. Tới giờ phút này là chú vẫn nghi ngờ vẫn ở đấy. Đang ở Tân Uyên, xác định là đang khúc anh công an huyện, công an phường Tân Hiệp, Tân Uyên, thị xã Tân Uyên trả lời có, mà tôi đến tận nhà người rõ rồi và có tên Nhân và có hình ảnh này và chuyển đi rồi, chuyển đi rồi, chuyển đi cái mấy ngày rồi. Vậy là lý do gì mà con trai nhà mình lại lẩn trốn chân trách nhiệm như vậy nhỉ? Cái đó cũng gia đình không rõ rồi. Con trai nhà mình bệnh lý là có được bình thường không? Không bình thường, ăn thơ khỏe bình thường. Có chơi bời gì không, hoặc là có trốn tránh, hoặc là đổ nợ gì không mà dẫn tới tình trạng như vậy? Gia đình không biết. Không biết được. Không biết được, không biết được, vì nó đi làm ăn thì bảo đi làm ăn thì vay nợ thì gia đình biết thật. Mà giờ bố mẹ thì chỉ nói là như này, nếu thiếu thốn cái gì cũng trình báo, trình bày cho mẹ để cho mẹ có cách giải quyết, không phải lẩn trốn như vậy, mà cũng không bỏ bê công việc của trách nhiệm người cha người con với gia đình như vậy. Hay là lại có yêu quen người phụ nữ nào khác không? Cái đó cũng không loại trừ. Nhiều trường hợp đúng không? Không loại trừ đâu. Cái yếu tố đó cũng có khả năng, cũng có khả năng là yêu quen người phụ nữ khác. Vì tôi nghĩ đấy, vợ con, vợ trẻ đẹp, vợ Nhân trẻ đẹp đang ngoan, ngoan. Vậy là con dâu của chú vẫn từ ngần nấy năm trời, bốn năm trời vẫn chờ đợi, chờ đợi nuôi con và ở chung bố mẹ cùng một gia đình. Có đi tìm chồng không? Không. Hôm đợt trước đi còn nói với Thu, con bố mẹ tìm thế này, nói anh từ khắc đi từ khắc về mà về có tàn tật, vợ cũng lo cho, nhưng mà đi tìm là không còn lỗi gì, vì trước làm công nhân đông cho nên sự chia sẻ buồn lắm. Cho nên con dâu đi. Thì cái ông hồi kiện nông gia đình bảo thôi nông đi thì chịu cho, cũng nó cũng đúng, thì nó không tội tình giả vì không gây sự tích bích gì cả, vợ chồng rất hòa thuận. Người con dâu của chú vẫn tuyệt vời đấy, gặp người khác người ta bỏ lâu thì rồi, đúng rồi cái đồng thừa nhận đúng không ạ? Gặp người khác, nếu gặp người khác người ta bỏ đi lâu rồi, người ta không chờ đợi như vậy đâu, người ta không phí cái tuổi thanh xuân như cái hạnh phúc cả đời như vậy đâu, chờ đợi cái này viển vông. Đặc biệt vợ vợ của con trai chú có thể là nói cái câu đó vì rất là giận,
Để một mình mà gánh nặng mà nuôi ba đứa con thật sự vất vả lắm. Đi làm mà từ sáng tới tối mịt mù như vậy mới về. Đó là cái điều thật sự rất đau lòng. Đau lòng nhất vẫn là bậc làm cha làm mẹ. Hy vọng con trai của chú xem được video này đang ở phương trời nào đó, đặc biệt ở khu vực Tân Uyên, Bình Dương ha. Nếu xem được thì sớm quay về, có chuyện gì thì về với gia đình, gia đình cùng nhau giải quyết. Hãy nghĩ tới người vợ, đặc biệt là người vợ trẻ vẫn đang tần tảo sớm hôm chờ đợi ở nhà, và nghĩ tới ba đứa con thơ. Ba đứa con thơ còn thơ dại lắm, phải cần có bố, cần có mẹ. Mà bản thân con trai của chú như vậy là chưa có hoàn thành trách nhiệm. Thứ nhất là con nói về cái chữ làm hiếu trước. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là chưa làm cái tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Đúng ạ. Cái tâm nguyện của chú cũng như là của cô, lần trước cô về đây thì cũng rất thương cô ha. Cô thì bà nội cũng ốm yếu, cũng có cái nỗi lòng tâm sự mong muốn con về. Thì anh em đội y sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận được cái sự việc của cô chú. Chú lần này lần thứ hai thì anh em ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để cập nhật cái tin tức mới nhất cũng như là cái hình ảnh của con trai chú mới nhất lên để nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức để giúp đỡ gia đình nhà mình. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ tìm kiếm được thông tin của con trai chú ở đâu đó để khuyên con trai của chú sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, về với cha với mẹ, về với vợ với con để mà có trách nhiệm. Chú thì chú còn điều nào chú chia sẻ không? Thầy chú thì thay mặt gia đình cảm ơn đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương, và cũng nhờ đến hiệp sĩ Thanh Hải đến chia sẻ đến cộng đồng mạng. Gia đình tôi không biết gì hơn, rất chân tình cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cộng đồng và đội hiệp sĩ Thanh Hải. Gia đình rất chân thật cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi thì con chúc chú cũng như gia đình, đặc biệt là ba đứa cháu nội của chú mạnh khỏe, và cái điều đặc biệt là con của chú, cha của ba đứa bé và chồng của con dâu của chú sớm quay trở về một ngày gần nhất để gia đình có cái cuộc đoàn tụ. Và con hy vọng một ngày gần nhất thì anh nhân này sẽ nhận được cái tin tức này, hoặc là cô chú anh chị xem được video này thấy được anh nhân ở đâu đó để báo cho anh nhân sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình chú nhé. Xin phép chào chú nhé. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Nếu cô chú anh chị có thấy anh nhân như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên anh nhân này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Xin phép chào chú. Xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.